Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer nhé. Và hôm nay mình có làm một video dạng giống như là không phải là một video mà nói về những cái về hướng dẫn game, giới thiệu game và các kiểu, mà mình sẽ làm một video dành riêng cho những anh em nào mà đã theo dõi kênh mình á, coi như những anh em nào donate, những anh em nào mua hội viên á, thì một lời cảm ơn rất cảm ơn anh em luôn. Tại vì anh em đã giúp đỡ mình rất nhiều trong cái khoảng mà đại dịch nó khó khăn á, thì anh em là những người hỗ trợ mình rất nhiều, từ những bạn coi video, những bạn share, những bạn like các kiểu, mình đều rất cảm ơn anh em, thậm chí những bạn đã comment thôi cũng được nữa, rất cảm ơn anh em nhé. Rồi thì hôm nay mình có làm một cái video để vinh danh các bạn, cũng như là một số cái mà quyền lợi mình sẽ tạo cho các bạn trong tương lai, cũng như những bạn là sẽ donate cho mình, những bạn là sẽ mua hội viên. Thì trước tiên mình sẽ giới thiệu một số hội viên cho anh em xem. Thì đối với mình thì cái chức năng hội viên này rất là bình thường thôi, không phải là không có được nhiều người như anh em nghĩ đâu, nhưng mà vẫn có người mua. Ngày xưa là mình nghĩ là sẽ không có hội viên đâu, nhưng mà sau này thì cũng có vài hội viên vô mua. Đây thậm chí có mấy bạn là mua đến mấy tháng luôn, các bạn thì mua đến 9 tháng luôn, 7 tháng là 3 ngày nè đó, các bạn này mới mua nè đó. Thì anh em muốn mua ủng hộ thì anh em vẫn phải có visa, thì mua giúp mình nó chỉ mất 20 ngàn một tháng thôi, hoặc là mất 50 ngàn một tháng tùy cái gói. Bây giờ bạn này thì bạn mua được 7 tháng rồi nè, bạn này bạn mua 9 tháng nè. Rất cảm ơn Thanh Trịnh nha, cảm ơn Super, cảm ơn Nam Nguyễn, cảm ơn Thịnh nha, cảm ơn Nhân Hoàng. Bạn Thịnh với bạn Nam này thì lâu lâu bạn còn donate cho mình nữa, rất cảm ơn. Rồi đây là Tiểu Miu thì mới vô, thì rất cảm ơn bạn. Thì trước tiên nói về những bạn nào mà hay gọi là donate cũng như hỗ trợ mình trong các hội viên á, thì mình sẽ có một cái phòng Discord. Phòng Discord của mình là ở ở trong cái kênh Discord của mình nè, tất cả mọi thứ đều nằm dưới phần mô tả nè. Thì đó, thì nó sẽ có cái gì, vào đây thì mình sẽ ưu tiên cho anh em những cái khu vực mà anh em có thể chơi game chung, có thể giao tiếp chung, hoặc có thể là hỗ trợ trực tiếp. Không phải là mình phân biệt giữa người này và người kia, nhưng mà chẳng qua là những người nào giúp đỡ mình thì mình sẽ ưu tiên những người đó trước. Mình vẫn hay lên nó comment và cũng như là trả lời từng người một. Có những bạn thì mình chưa trả lời kịp, hoặc là nó không có thông báo thì mình không biết. Rồi về cái vấn đề tải game á, thì mình đang tạo một cái phòng này, có nghĩa là dành cho những bạn nào mà kiểu giống như là đã mua hội viên, đã có donate cho mình kiểu, thì mình sẽ cho anh em vào cái phòng này, cho anh cái râu rất là đẹp, cái râu gọi là hội viên support này nè, màu tím rất là đẹp. Thì những bạn này là những người nó sẽ có trách nhiệm là gì, sẽ được tải game miễn phí, tải game từ tải game để mod, hoặc là bất cứ cái gì, những cái mà fix game, fix lỗi gì đó anh em PM về mình sẽ trả lời, và mình cho một group riêng cho anh em luôn tải game về. Ví dụ như anh em có thể thích Stardew Valley, anh em tải khó chịu quá bị lỗi, mình đưa anh em link sạch luôn cho anh em để anh em tải và hướng dẫn anh em tải các kiểu, nhiệt tình luôn đó. Rất cảm ơn mọi người nha. Còn với những anh em nào mà chưa có một hội viên, chưa có donate, không sao, bạn có điều kiện thì bạn donate, còn không thì thôi, thì các bạn có thể xem video thì miễn phí, nó không có gì thay đổi cả. Và những cái link tải thì nó sẽ có những cái quảng cáo hơi khó chịu một chút, thì mình rất rất mong anh em thông cảm với mình nha. Dù sao thì đó cũng là nguồn thu nhập chính của mình, tại vì đây là công việc chính luôn, anh em hiểu không? Rồi rất cảm ơn anh em nha, cảm ơn những người mà đã luôn sát cánh bên mình, giống như là những bạn mà donate bên cái layer duo. Thì hôm nay mình cho anh em xem layer duo của mình. Thì layer duo của mình thì cũng sẽ có một số bạn đã donate rất nhiều, đây là người bạn của mình đây, thì có Nam Nguyễn, có Yoshi này, Lâm Dung Vĩ, những bạn ở gần đây. Cảm ơn Cu Diện nữa, thời gian gần đây có một bạn tên là Cu Diện, bạn hay và donate và hỗ trợ mình rất cảm ơn các bạn nha. Rồi hẹn gặp lại anh em trong các video sau, và tất nhiên những anh em nào cần nhu cầu gì có thể PM về mình hoặc vào Discord của mình để giao lưu và chơi với nhau. Sau này mình sẽ tổ chức nhiều game hơn cho những anh em mà hỗ trợ hoặc không hỗ trợ gì mình cũng sẽ tổ chức, nhưng mà những anh em nào mà đã hỗ trợ cho mình thì chắc chắn một điều rằng những người đó sẽ được ưu tiên hơn, tại vì những người đó cho mình những chén cơm mình rất quý trọng mọi người, và cũng như là rất cảm ơn những người đó nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.